kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sen vị thuốc đại bổ cho sức khỏe cơ thể ngày hè. Củ sen giúp tăng cường chức năng của tim, hạt sen giúp ngủ ngon và ngó sen giàu chất điện giải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sen vị thuốc đại bổ cho sức khỏe cơ thể ngày hè. Trang sức khỏe đời sống cho biết hiếm có loại thực vật nào lại đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và nhan sắc hầu như mọi bộ phận của sen đều trở thành nguồn dưỡng chất quý giá cho cơ thể theo đông y hoa sen có nhiều công dụng trong làm đẹp và tăng cường sức khỏe đặc biệt mỗi bộ phận của sen từ lá sen cánh hoa sen củ sen đều có một công dụng khác nhau mỗi bộ phận của cây sen đều có tác dụng riêng hoặc để chế biến thành những món ăn có tác dụng tốt cho sức khỏe hương yên quê ta đang bước vào mùa sen Quý vị và các bạn có thể tận dụng thời gian này để có thể chăm sóc sức khỏe cho những người thân trong gia đình mình. Củ sen giúp tăng cường chức năng của tim, trang sức khỏe đời sống cho biết, củ sen có tác dụng làm mát máu, mát gan, điều hòa kinh mạch, lưu thông khí huyết. Củ sen còn là món ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường chức năng của tim, bao tử. Củ sen có vị bùi, giòn, có thể ăn sống hoặc nấu chín tùy theo khẩu vị của mỗi người. Nếu muốn chọn củ có hàm lượng tinh bột cao thì chọn củ có mặt cắt 7 lỗ, hàm lượng nước ít, mềm, dẻo, thích hợp cho các món canh. Còn những củ với mặt cắt là 9 lỗ thì hàm lượng nước cao, giòn, thích hợp cho các món xào, salad. Hạt sen giúp ngủ ngon, cũng trên trang sức khỏe đời sống đăng tải. Hạt sen có vị ngọt, sáp, có tính bình, có tác dụng chữa di tinh, mất ngủ, chậm tiêu, đầy bụng, ăn kém chữa khát do sốt cao, mất nước. Theo tạp chí dinh dưỡng của Mỹ, hạt sen rất giàu hàm lượng protein, magie, kali và phốt pho. Trong khi đó, hàm lượng mỡ bão hòa, natri và cholesterol lại rất thấp. Hạt sen có chất an thần, giúp giấc ngủ ngon hơn, chữa bệnh khó ngủ. Tâm sen có vị đắng, hơi khó ăn, có tác dụng thanh nhiệt, an thần, hạ huyết áp. Hạt sen rất giàu canxi, đạm, phốt pho bà bầu nên ăn hạt sen sẽ có tác dụng ích tâm, bổ thận, kiện tỳ, cố tinh, an thần, có công dụng dưỡng tâm, ích trí, rất tốt cho sự phát triển thần kinh và trí não thai nhi. Ngó sen dầu chất điện giải, trang VOV cho biết từ xa xưa ông cha ta đã có câu nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen. Ngó sen chứa nhiều vitamin C, các vitamin nhóm B, chất xơ, khoáng chất, chất điện giải, thật sự tốt cho sức khỏe trong những ngày hè. Ngó sen tuy chứa rất nhiều chất xơ nhưng không cung cấp nhiều calo. Ăn ngó sen giúp giảm lượng đường máu và cholesterol máu, điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón và trĩ. Những món ăn được chế biến từ ngó sen rất bổ dưỡng, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Ngoài ra nó có thể điều hòa kinh nguyệt, chữa sốt xuất huyết. Lá sen giúp giảm mỡ máu. Đây là thông tin đã được trang VTV đăng tải. Trà lá sen có thể giảm lượng cholesterol trong máu nhờ việc ngăn chặn hấp thu chất béo hiệu quả. Trong lá sen có chứa nhiều chất có tác dụng loại bỏ được lượng mỡ trong máu như tannin, vitamin C có công dụng giảm được lượng mỡ trong máu. Một tách trà sen mỗi ngày có thể giúp an thần, mang lại tâm trạng thoải mái dễ chịu hay hạ huyết áp rất thích hợp cho những người bị bệnh huyết áp cao. Hoa sen giúp đẹp da, tăng cường hệ miễn dịch. Đây cũng là thông tin được trang VTV đăng tải. Mùa hè, trà hoa sen hỗ trợ làm mát, thanh nhiệt cơ thể. Đặc biệt trong hoa sen có chứa chất oxy hóa có công dụng làm tăng lưu lượng máu đến tim và giảm huyết áp. Hoa sen có chứa nhiều axit linoleic, một trong những chất quan trọng giúp ngăn ngừa bệnh tim và tiểu đường, ung thư, giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả và có công dụng làm da trở nên mịn màng hơn. Một trong những bài thuốc đẹp da lâu đời hiệu quả đó chính là tắm bằng cánh hoa sen sẽ giúp da tươi trẻ, mịn màng, hồng hào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.